Hello, xin chào 1002 người bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn hướng cài đặt giao diện của trình duyệt Chrome về phiên bản Moddown, đắt mod của nó nha các bạn. Để mình làm giảm tiết kiệm pin cho máy nè, giảm độ căng cho mắt nè, để mình lướt web không bị cận thị này nọ đâu các bạn. Nhiều lợi ích cho mình nha các bạn. Theo khoa học chứng minh là lướt nhiều là bị cận thị lắm nha các bạn. Đầu tiên các bạn lướt vào ba dấu gạch ở dưới bên dưới nè. Giao diện của các bạn thì bên trên mình cài đặt và bên dưới nha các bạn. Các bạn bấm vào nút cài đặt nè. Rồi các bạn lướt xuống. Các bạn chọn vào một chủ đề nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào đây có ba hình thức nè. Các bạn chọn vào một tối nha các bạn. Giao diện tối là như mình nè, là mình giao diện tối nè. Còn mà muốn bạn muốn chọn sáng thì giao diện cũ của mình nè. Nha các bạn. Còn mình chọn về giao diện tối này nha các bạn. Nha các bạn, vậy là giảm tiết kiệm pin cho máy, nóng pin cho máy nha các bạn, làm giảm hao pin, là giảm độ mờ mắt cho mình nha các bạn. Nếu video này các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn nha.